Sau khi nhiễm Covid-19, Phan Cuồng Trâm Lê Hoài Anh hối hận vì chống vaccine. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, bộ phận dưới chống cộng ủng hộ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục tung các tin giả và thuyết âm mưu về vaccine ngừa nCoV. Họ tuyên truyền với người tiêm vaccine còn có nguy cơ tử vong cao hơn người không tiêm, rằng các hãng dược và giới khoa học cố tình tạo ra nCoV để bán vaccine. Điều này tình hình dịch bệnh ở Việt Nam chưa nghiêm trọng đến mức phải mua vaccine ở Nga và Trung Quốc. Một trong những nhân vật tích cực truyền bá các thông tin kiểu này là bà Lê Hoài Anh, chủ tịch công ty cổ phần Thủy Lộc, chuyên kinh doanh mỹ phẩm. Trong gần 2 năm, bà liên tục tận dụng những thông tin sai về vaccine để vận dụng thiên hạ ủng hộ thần tượng trong của bà. Tuy nhiên, giữa tháng 8 này, cái thú tung tin giả của bà Lê Hoài Anh đã gặp nhiều trắc trở. Mấy tháng trước, bà Hoài Anh cho biết bà vừa nhiễm Covid-19 và may mắn sống sót nhờ được các bác sĩ nhiệt tình chữa trị. Khi bắt đầu bình phục, bà liền thông báo trên Facebook rằng mình sẽ ngừng tham gia các cuộc thảo luận về vaccine ngừa Covid-19 do tự thấy mình thiếu kiến thức. Xin đăng nguyên bài viết của bà Hoài Anh để các bạn xem. Thông báo của bà Lê Hoài Anh được nhiều anti-fan của Trump trong giới chống cộng mang ra làm trò cười. Có những người bình luận rằng những người chống vaccine ở Mỹ không may mắn như bà Lê Hoài Anh vì khi họ nhận ra và hối hận thì đã quá muộn. Hy vọng bài viết của bà Hoài Anh sẽ là lời cảnh tỉnh cho những người chống vaccine ở Việt Nam, những người sẵn sàng đánh đổi sinh mạng của bản thân và người khác để đổi lấy quyền lực cho một tay tỷ phú Mỹ.